các bạn. Hôm nay video của chúng ta sẽ không phải là video về make up hay là skin care hay là beauty nói chung, mà sẽ là video nói về what in my bag. Và nếu như bạn nào đã theo dõi Ly từ những năm 2013 thì cũng biết là lần cuối cùng mình làm video what's in my bag là năm 2013. Liệu sau 5 năm thì version what in my bag của Ly nó có thay đổi gì nhiều không? Ngày xưa thì khi mà mình làm what's in my bag thì lúc đấy mình làm văn phòng, còn hiện tại thì mình làm ở tất cả mọi nơi. Thế nên là không biết là lần này nó sẽ khác gì với cả những lần trước. Và đầu tiên thì mình cũng muốn nói luôn, đây là chiếc túi đi làm hàng ngày của mình. Mình thường mang chiếc túi này khi mà mình cần phải mang laptop. Và đây là chiếc túi của La Palette. Đây là một cái hãng mà có cả mỹ phẩm lẫn là thời trang. Cái túi này là cái túi mà mình chọn trong cái đợt mà mình đi Hàn Quốc vừa rồi. Họ dành cho tất cả những người tham gia Beauty Journey Korean đợt đấy cùng với Caris. Mỗi người đều được chọn một chiếc túi. Và hồi đấy thì mình cũng định là chọn túi xách tay hay là túi nhỏ đeo chéo. Nhưng mà mình đang cần một chiếc túi để mà để đồ và cũng như là đủ to để mà mình để được laptop. Thế nên là mình đã chọn chiếc túi này. Và đây là một cái chiếc túi kiểu jet setter, rất là cơ bản, rất là đơn giản thôi. Nhìn khá là giống những cái chiếc túi mà chúng ta hay thấy của Michael Kors. Có đằng sau là nó có một cái ngăn túi như thế này này. Dây cũng là dây da. Ở đây thì có một cái charm rất là xinh. Xong rồi có cái logo của La Palette ở đây. Và cái mình thích ý là ở đây là nó có cái zipper, nghĩa là nó có cái khóa. Sợ móc trộm, chúng ta chỉ cần khóa cái này lại là an toàn. Đấy, và lúc nào có một cái pocket ở đây để mình cần thì mình sẽ mở ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở ra xem trong chiếc túi này của mình có những cái gì nhá. Tiên thì luôn luôn khi mình mang chiếc túi này thì mình sẽ có cái laptop của Ly. Và đây là chiếc laptop của Ly đang để ở phía trước để có thể nhìn cái hình ở trên camera cho nó dễ hơn. Và ở đây thì mình có cái case này là case của Unify. Nếu bạn nào muốn mua cái case này có thể click vào link ở phía dưới. Mình cũng có code để cho các bạn giảm, hình như là Ly không nhớ là hình như 10% thì phải. Đấy, nó rất là hợp với cái móng tay của mình nữa. MacBook Air 13 mình mua từ năm 2015 đến bây giờ đã là được 3 năm rồi, vẫn dùng khá là tốt. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một thứ cũng liên quan đến laptop. Đây là ổ nhớ ngoài của Ly. Vì công việc của Ly dùng khá là nhiều hình ảnh và cũng như là video cũng đều khá là nặng, máy laptop nó không thể nào để được hết tất cả những cái dữ liệu đấy và chắc chắn nó sẽ bị chậm nếu như chúng ta để quá nhiều dữ liệu. Thế nên là gần như tất cả các dữ liệu của Ly đều để trong cái này hết. Đây là ổ My Passport và cái này của mình thì có dung lượng là 4TB. Và Ly cũng thích cái màu này nữa tại vì nó rất là chòe, thế nên là rất là khó bị mất. Công việc mình phải lên online rất là nhiều và cũng như là lúc nào cũng phải sử dụng điện thoại, lúc nào điện thoại cũng cần phải đầy pin. Thế nên là mình thường sẽ có sạc dự phòng. Và mình thì mình sẽ tráo đổi sạc dự phòng liên tục. Thì đây là ba cái sạc dự phòng của mình, không phải là ngày nào mình cũng mang ba cái này điều nhá. Mỗi ngày mình chỉ mang một cái thôi, nhưng mà đây là ba cái mình thay đổi liên tục. Thì đầu tiên cái nhỏ nhất lại là cái mà mình mua ở Muji đợt đi Nhật vừa rồi, và nó có dàn cái sticker Corny and Brown. Nó chỉ sạc được khoảng một lần cho cái iPhone 8 này của mình. Nó ngọn nhẹ, thế nên là mình hay cầm theo khi mà những hôm mà mình đi event thì nó kiểu rất là mỏng ấy, mỏng dính như này thôi, cũng vừa phải cho những cái túi của mình và vẫn chắc chắn là mình sẽ có pin sạc ngay khi cần. Tiếp đến một cái nữa này rất là cute, mình được tặng đợt đi Hàn Quốc vừa rồi. Và cái này thì nó là sạc được chắc là được 2 lần và nó có 2 cái ổ rắc. Thế nên là bạn bè nếu mà ai muốn sạc cùng mình thì có thể sạc luôn được. Và cái này kiểu nó chỉ phục vụ cái mục đích cute ấy. Còn ngoài ra Ly thấy ghét là cái này một cái, đấy là khi mở ấy thì bật nó cái nơi này nó phát sáng liên tục ấy. Thế nên là nhiều khi Ly thấy là chắc là nó cũng tốn pin và cái nơi này nữa. Nhưng mà còn lại thì nó quá cute, thế nên là mình vẫn sử dụng nó khá là nhiều. Cái sạc pin rock mình mới mua, mình mua cái này một phần là tại vì cái màu hồng. Như đã thấy là hôm nay tông của mình là tông hồng, khuyên tai cũng màu hồng. Mình rất thích cái tông hồng rose gold này, thế nên là một phần lý do mình mua cái này là vì cái màu này thôi. Thì mọi người hay dùng những cái dây rất là dài và rất là kiểu to đúng không? Mình thì mình lại không thích dùng dây dài, mình cảm thấy nó rất là vướng víu. Mình thường dùng những cái dây như thế này. Cái dây này thì mình nhớ không nhầm là chắc là chỉ cần khoảng hơn 20cm, 30cm thôi. Thì nó rất là nhỏ gọn, nó vừa phải để khi mình dùng bất cứ một cái sạc dự phòng nào ấy, mình chỉ cần cắm vào đây, xong rồi sau đấy thì mình cắm điện thoại ở phía trên này, thì coi như là mình vừa cầm điện thoại vừa cầm luôn cả sạc. Tiếp đến ở trong này thì mình có một sản phẩm nữa cũng là liên quan đến đồ công nghệ. Trong túi này của mình mặc dù con gái nhưng mà khá là nhiều đồ công nghệ. Đấy chính là tai nghe AirPods. Và mình thực sự là thấy nó rất là tiện. Bây giờ đến mức mà kiểu nhiều khi dùng tai nghe dây bình thường mình cũng cảm thấy hơi vướng víu nữa. Tại vì sao? Vì cái này là nó là tai nghe kiểu không có dây ấy. Nó bắt
với cả cái điện thoại của mình cũng như cái laptop rất là nhanh. Thế nên là nhiều khi mình cần chạy đi đâu hay như thế nào, cái độ distance nó cũng khá là rộng. Thế nên là mình cũng không cần phải là mang theo điện thoại hay mang theo laptop ngay lập tức lúc đấy, khi mình cần đi vệ sinh chẳng hạn, thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Và nếu như bạn nào muốn xem review chi tiết hơn về cái này thì Ly cũng có thể link ở phía dưới review của Vinh Vật Vờ, là một cái kênh về công nghệ khá là hay nếu như bạn nào thích công nghệ, cũng như là video của Đức đã làm một cái video về tại sao Đức lại thích AirPods đến như thế. Ly cũng rất là thích AirPods. Thế nên là nếu mà bạn nào có hầu bao dư giả thì cũng nên là đầu tư một cái này. Bao này thì mua ngoài nhá, mình có thể móc vào túi quần này, móc vào túi, rất là tiện và thực sự là cực kỳ tiện luôn. Dùng đây sao không muốn dùng tai nghe dây nữa, một cái cũng là công nghệ nữa. Đấy chính là chiếc bao này. Chiếc bao này thì ở trong này thì Ly đang để máy ảnh của Ly. Đây là chiếc máy ảnh mà Ly dùng để làm vlog hàng ngày. Khi nào đi du lịch thì sẽ mang chiếc máy ảnh này đi. Đây là máy Sony RX100M3. Đây là chiếc máy mà nó đã gắn liền với Ly từ khi Ly về Việt Nam, được bố mẹ và anh chị tặng cái máy này vào năm 2014, và nó đã qua 4 năm ròng rã với Ly rồi. Đây thực sự là một chiếc máy mà mình rất là ưng. Tất nhiên là cái quality hiện tại nó không được bằng như các cái máy khác, ví dụ Canon G7X, nhưng mà thực sự là mình vẫn rất là thích. Và nó kiểu mỏng siêu mỏng như thế này thôi, kiểu dơ lên để chúng ta vlog thì cũng rất là tiện. Và đây, nó có màn hình lật, thế nên là cực kỳ tiện. Chiếc máy này đã theo Ly rất là lâu và nó cũng khá là tan nát, nhưng mà thôi mình vẫn rất là thích nó. Mình để trong chiếc túi mỏng như thế này thôi, mặc dù cái túi này thì không phải là túi để đựng dành cho máy ảnh chuyên dụng, nhưng mà mình chưa mua cái túi nào đựng máy ảnh chuyên dụng cả, thế nên là mình dùng tạm cái này nhá. Đến những cái mà các bạn Linh nghĩ là các bạn sẽ hào hứng hơn, đấy chính là về đồ make up. Thì đây là chiếc túi make up của Ly, mang theo người hàng ngày. Như bạn thấy là Ly rất thích màu hồng và những thứ kiểu rose gold. Thế đây là đồ của Ly, cái gì cứ màu gold, màu vàng đồng, màu hồng đồng, màu hồng vàng đồng thì Ly đều mua hết. Đây là chiếc túi của Benefit, mà nếu như bạn nào đã xem cái video hoặc chưa xem cái video đấy, những cái sản phẩm mà có trong cái chiếc túi này của Benefit thì hãy click ở một trong hai bên này cho Ly nhá. Và bạn sẽ được xem cái video đấy. Và ở trong chiếc túi này thì nó rất là mỏng, rất là nhỏ gọn, và mình có thể để được cả thế giới của mình một ngày nếu như mà mình cần. Bất cứ khi nào mà bạn mình cần bất cứ cái gì, mình đều có trong chiếc túi này hết. Thì đầu tiên, sản phẩm đầu tiên mình có đấy chính là USB. Đây là một chiếc USB của Moroccan Oil tặng cho mình. Thì cái USB này nó chỉ có 2GB thôi, nhưng mà kiểu tiện lợi để mình, ví dụ là cóp ảnh này, hay là cóp tài liệu này mang đi in, hoặc là cóp nhạc khi mà cần kiểu cho event chẳng hạn, thì mình sẽ cho vào chiếc USB này rất là tiện. Sau đấy thì mình có một cái compact. Đây là cái hộp phấn phủ của Shiseido, dòng White Lucent Brightening Skincare Powder. Thì cái này thì trong này nó có cái miếng puff của Innisfree. Thì cái này là cái sản phẩm mà nó sẽ giúp cho Ly kiểu kiềm dầu, nghĩa là khi mà Ly thấy hơi dầu thì Ly sẽ bỏ cái này ra, Ly chấm thì nó sẽ hết dầu ngay, và nó kiểu không làm cho da của mình trông bị cakey ấy. Nó có một cái độ phủ trắng nhất định, nhưng mà nó lại rất là dễ bay đi, và nó kiểu không để lại cái màu trắng ở trên da của mình nữa. Tiếp đến thì chúng ta có một lọ hand sanitizer. Đây là của Bath & Body Works. Đơn giản, bình thường cái này là Ly được tặng khi mà Ly mua nhiều nến quá. Sau đấy thì chúng ta có chỉ nha khoa. Lúc nào Ly cũng có một hộp chỉ nha khoa trong túi. Bản thân Ly thì Ly không dùng được tăm, thế nên là Ly toàn dùng chỉ nha khoa thôi. Và thực sự nếu hôm nào mà quên chỉ nha khoa ở nhà thì nào để bị ra răng. Son dưỡng môi thì hiện tại son dưỡng môi Ly đang dùng là của It Cosmetics. Và cái này không hiểu sao lần này Ly khi mà dùng son dưỡng môi lần này thì lại là cái shape này. Mọi người có biết cái shape này là shape gì không? Ly không hiểu sao, nhưng mà bình thường Ly không bao giờ bị cái shape này luôn, nhưng mà dạo này dùng cái thọ này lại cứ bị cái shape này. Cái này thì dưỡng môi vừa phải, không gây môi bị quá bóng, không gây môi bị khô. Sau đấy thì chúng ta có một tuýp hand cream. Đây là kem dưỡng tay. Thì hiện tại mình đang dùng cái The Body Shop Almond Milk and Honey for Sensitive and Dry Hands. Là đúng là cái mùi mà mình đang dùng body lotion hiện tại. Và mùi này rất là thơm, mùi là mùi hạnh nhân với cả mật ong, thế nên là rất là ngọt ngào. Mà tuy nhiên là cái hand cream này thì Ly thấy nó hơi nhớt hơn so với các loại hand cream khác mình hay sử dụng. Sau đấy thì chúng ta có tiếp, đấy chính là một cái chổi. Đây là chiếc chổi di động
của Innisfree mà mình mua thì mình có thể dùng với cái powder này cũng được, để có thể giảm lại những cái phần, đặc biệt là phần mũi, quanh cánh mũi này của mình thì nó rất là hay bị dễ kích khi cũng như là nhiều khi nó bị đổ dầu quá nhiều ấy, thì mình chỉ cần chấm nhẹ thôi. Đây là thuốc nhỏ mắt, đây là dạng thuốc nhỏ mắt mà mình thường xuyên sử dụng, và cái thuốc nhỏ mắt này mình cũng đã có review ở trong cái video Best of Beauty Everything của Ly rồi. Đấy, như các bạn thấy là các bạn cần xỉa răng thì Ly có xỉa răng bằng chỉ nha khoa, các bạn cần hand cream Ly có hand cream, các bạn cần nước rửa tay Ly có hand sanitizer, và các bạn cần thuốc nhỏ mắt thì Ly cũng có thuốc nhỏ mắt luôn. Thế nên là bạn bè Ly thường sẽ bảo là úi dồi ôi chả cần mang cái gì cả vì con Ly nó mang hết rồi. Đây là cái perfume optimizer Ly mua từ rất là lâu rồi, Ly mua trên Amazon và cái này rất là tiện khi mà chúng ta cần xịt nước hoa trong ngày. Và mùi hiện tại mình đang có ở trong này là mùi của CK thì phải. Mình thì mình thường xịt là ngay đằng sau gáy, khắt hết tóc lên này, xịt một phát thôi, chỉ cần đúng một lần thôi. Nếu mà cần hôm nào cần thơm hơn thì xịt hai lần, và xong rồi mình bỏ tóc xuống và rất là thơm và kiểu vừa phải ấy, chứ không bị kiểu sừng nước xung quanh mũi mình. Tại vì mình nhiều khi là mình cũng hơi bị nhạy cảm với các mùi nước hoa quá nồng nặc. Nếu mà ai mà đi cạnh mình mà kiểu xịt nước hoa quá nhiều thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu ấy. Mình mua ở trên Amazon, và các bạn bây giờ như vẫn có thể mua ở trên Amazon được, nó gọi là Travelo nhá. Tiếp đến thì chúng ta có, đây là cái key cho cái credit card của Ly ở HSBC. Cuối cùng thì chúng ta có những cái miếng này, đây là những cái miếng kiểu daily pad để phòng khi những trường hợp có cái gì xảy ra thì chúng ta luôn luôn có thể giữ được cái chỗ ấy của mình nó thật là vệ sinh. Đấy, thì lúc nào Ly cũng có trong này, nếu mà đến ngày dâu tây thì còn có nhiều thứ hơn. Và sau đấy thì là có một thỏi son mà Ly dùng trong ngày hôm đấy. Thì hôm nay là Ly đang dùng thỏi son của Laneige, Ly sẽ để tên ở dưới, và cũng như là màu, đây là màu mà Ly đang để trên môi của Ly hiện tại. Thì mỗi ngày Ly sẽ có một thỏi son khác nhau, thế nên là mỗi ngày Ly sẽ đều để trong túi một thỏi son mà mình dùng ngày hôm đấy để có thể chắp chắp lại trong ngày. Và đó, hết rồi. Đây, bạn thấy không? Rất là nhiều thứ, mặc dù toàn những thứ nhỏ nhỏ thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 12 thứ ở trong này luôn. Toàn những thứ rất là nhỏ nhưng mà toàn những thứ là rất là cần thiết và essential cho một ngày của Ly. Nếu như mà Ly chỉ cần quên bất cứ một thứ gì trong này thôi là Ly sẽ biết ngay là ngày hôm đấy của Ly không được diễn ra hợp lý chân lắm. Ở trong chiếc túi này thì còn có ví. Đây là chiếc ví của Ly, như bạn thấy là tông hồng pastel và tông rose gold được trải dài từ đầu đến cuối trong cái video này, vì đấy là hai màu mà Ly rất là yêu thích. Và đây là chiếc ví của Kate Spade, Ly luôn luôn mua ví của Kate Spade. Thì ví bình thường của Ly thì nó có zipper, nhưng mà lần này thì Ly lại thấy là Ly cần ví mà nó có ngăn đựng thẻ nhiều hơn, thế nên là Ly đã chọn chiếc ví này. Và nếu như bạn nào dùng thẻ nhiều như Ly thì sẽ thấy chiếc ví này rất là tiện, còn nếu như bạn nào mà không hay dùng thẻ thì các bạn thấy cái chiếc ví này cũng không tiện lắm, tại vì cái ngăn để tiền của nó rất là ít ấy, kiểu đây có 1-2 ngăn này thôi, xong rồi đây cái này cũng 1-2 ngăn mà nó rất là bé, kiểu rất là mỏng, thế nên là thường Ly sẽ không bao giờ để tiền mặt ở trong ví nhiều. Thì ở trong này có giấy phép lái xe, ô tô, có thẻ Starbucks, có thẻ The Coffee House là hai nơi mà Ly hay ngồi nhất, có Vietcombank debit card, ATM card, HSBC, có HSBC tiếc, credit card, có hai cái vouchers, Lotte hôm trước Ly vừa đi mua xong rồi được thưởng vouchers. Xong rồi ở đằng sau này thì Ly có rất là nhiều những cái thẻ, ví dụ như là thẻ của Cocosin, thẻ của Cocosin này, các thể loại giấy bảo hành của tất cả các thể loại dây cắm và cũng như là kiểu sạc dùng của Ly để hết trong này, cần đi bảo hành thì Ly luôn luôn có trong túi luôn. Bên này thì Ly có thẻ Lotte, thẻ Vietnam Airlines, tiếp đến là thẻ Golden Gate đấy, có thẻ Alfresco, thẻ tích điểm, thẻ Sephora lúc nào cũng có bên cạnh mình, VIP, có thẻ của Innisfree. Ở trong phía này thì Ly có tiền mặt đấy, hình như chẳng có nhiều đâu, đây cho bạn thấy đây, 40.000 này, 90.000 này, 190 này, 200 này, 210.000, chỉ có đúng từ đấy thì có đúng 210.000 trong túi, là chứng minh thư. Sau này thì còn có nhiều thứ crafty hơn. Đầu tiên là thẻ membership của chúng ta. Có một cái check, đây là một cái check chúc mừng sinh nhật của chị Ly, ngày Ly năm đầu tiên Ly mới sang Mỹ, và cái check này chỉ có mỗi cái xếp này chỉ có $35 nhưng mà Ly chưa bao giờ cash ra cả, chưa bao giờ đem đi để mà lấy tiền, tại vì kiểu món quà đầu tiên của chị mình khi mình ở bên Mỹ và sinh nhật đầu tiên. Xong rồi sau đấy thì Ly có rất là nhiều tiền may mắn, tiền $2 may mắn ở trong này để cầu cho may mắn cho bản thân. Có thẻ T-Money của Hàn Quốc vẫn còn trong đấy, có một cái note của một bạn đọc subscriber, một lần bạn ý gặp mình, bạn ý đã tặng cho mình. Mình vẫn ở đây. Xong rồi sau đấy thì có đây là giấy nhận hàng Giật Là, chết rồi, hôm nào đấy, chả ngày 24, hôm nay 28 rồi, thế rồi, thì phải đi lấy đồ Giật Là. Đó, và đấy là tất cả những thứ mà có ở trong ví cũng như là trong túi của mình. Mình thì ngày xưa mình dùng rất là nhiều thứ và dần dần thì mình cảm thấy là mình không cần quá nhiều nữa. Thế nên là mình cũng đã giảm thiểu đi những cái thứ mà mình dùng trong một chiếc túi của mình rồi. Và chiếc túi này thì nó để vừa gần như tất cả mọi thứ của mình luôn, và coi như là cuộc sống của mình là ở trong chiếc túi này hết. Và thế thôi, video của chúng ta đến đây là hết
Rồi hy vọng là các bạn sẽ thích. Lâu lâu chúng ta thay đổi một chút xíu về cái khoang cảnh cũng như là những cái nội dung mà mình làm. Và nếu như bạn nào muốn xem Ly làm bất cứ video nào nữa thì hãy đừng quên comment ở phía dưới cho Ly biết nhé. Và thế thôi, bây giờ thì Ly xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.